Nhằm hạn chế các tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra do vũ khí tự chế gây ra trong cộng đồng, thời gian qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum đã tuyên truyền vận động nhân dân ở các xã biên giới tự giác giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ, qua đó góp phần bảo đảm an ninh trật tự ở khu vực biên giới. Tỉnh Kon Tum có 13 xã biên giới, dân số gần 61.600 người, gồm 25 thành phần dân tộc sinh sống, trong đó dân tộc thiểu số chiếm hơn 77%. Sinh sống ở 99 thôn làng, với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng người. Thời gian qua, các đồn biên phòng trên địa bàn tỉnh đã phối hợp với chính quyền các xã biên giới và những người có uy tín trong các thôn làng đến từng nhà, lên nương rẫy để tuyên truyền phổ biến đến nhân dân các quy định của pháp luật về quản lý vũ khí, vật liệu nổ. Với trình độ nhận thức còn hạn chế, thì một số bà con trong quá trình đi vận động thì bà con cũng chưa là phối hợp hết sức với lại bộ đội phòng. Một số bà con là còn tàng trữ. Trong thời gian vừa qua thì có một số bà con sử dụng vũ khí tự chế là giấu ở trong rừng và chia nhỏ các bộ phận để sử dụng, những lúc sử dụng sẽ lắp vào. Vì thế nên trong quá trình vận động cũng như là phát hiện ở tại các nhà của dân thì cũng rất là khó khăn. Thông qua công tác tuyên truyền vận động của lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum, từ đầu năm 2023 đến nay, nhân dân trên địa bàn 13 xã biên giới tự nguyện giao nộp 113 khẩu súng tự chế các loại, 10 viên đạn AK, 126 viên đạn chì và 2 nụ xòe. Tôi thì tự chế ra lấy mũi khoan để khoan nòng súng với để lấy gỗ chế ra để không vận động được. Được sự vận động của đồn Gia La thì tôi cũng đưa đi nộp để noi gương để hướng dẫn cho bà con sau này để không tự chế vũ khí với vật liệu nổ với làm hại đến người dân với động vật săn bắn nữa. Tôi nhận thức được là cái sử dụng vũ khí là một vật liệu rất là nguy hiểm nên là tôi đã suy nghĩ tích cực và đã tự nguyện để nộp vũ khí. Chủ yếu dân sử dụng súng để săn bắt. Nhưng mà trong thời gian là thấy là vừa vi phạm pháp luật với là không an toàn cho bản thân và hộ gia đình và người khác nên là tôi tự nguyện giao nộp vũ khí. Với những cách làm hiệu quả thiết thực của lực lượng Bộ đội Biên phòng đã làm thay đổi nhận thức của nhân dân ở khu vực biên giới, từng bước hạn chế tình trạng sử dụng vũ khí để săn bắt động vật và không tham gia tiếp tay, bao che, giúp sức cho tội phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự ở khu vực biên giới và xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.